Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Ngày hôm nay có một cái deal cực khủng đến từ một cái sản phẩm dành cho các anh em giảm cân, giảm mỡ, tăng cơ, đặc biệt là các anh em tập thể hình. Sản phẩm Whey Protein Isolate của nhà Body Gold. Anh em không còn lạ gì nữa, bởi vì đây nó là cái lần bán thứ hai của tôi. Trước đây tôi đã bán cái sản phẩm này rồi và đã bán được 62 sản phẩm dành cho các anh em ở trên kênh. Các anh em mà mua đợt trước thì anh em cũng đã trải nghiệm qua cái chất lượng sản phẩm rồi, nên là tôi cũng không cần phải giới thiệu gì thêm. Đấy, và nếu mà anh em mua được cái đợt trước ấy thì đợt này chắc là anh em cũng đã dùng gần hết rồi. Đấy, bởi vì tôi cũng đã mua đợt trước và tôi đã dùng đến cái ngày hôm nay là cũng gần hết. Thì tôi cũng xin được bán ngày hôm nay cái sản phẩm này anh em nhá. Quay trở lại với cái deal rất là khủng, giá cực kỳ là yêu thương, bởi vì tôi deal trực tiếp với cái nhà bán hàng anh em nhá. Chính vì vậy nên cái ngày hôm nay tôi sẽ bán cái sản phẩm này với giá là 267k so với cái giá là 350 bình thường nha anh em nhá. Quá là ưu đãi, cực kỳ yêu thương luôn anh em ạ. Và cái đợt khuyến mại này ấy, thì nó không có giới hạn là bao nhiêu cái túi bán ra cả, nhưng mà nó có cái khoảng thời gian nó rất ngắn. Nó chỉ trong ngày bán trong ngày mùng 10 tháng 12 thôi anh em nhá. Đấy, và hôm nay nó là ngày mùng 10 tháng 12 rồi đấy. Nên là nếu mà đến hết cái ngày hôm nay, đấy, bước sang cái ngày 11 thì là nó sẽ không còn cái giá này nữa anh em nhá. Đấy, anh em tranh thủ, anh em nào mà đã xài hết thì anh em hãy mua đi. Đấy, cái đợt trước là tôi biết là các anh em đã mua về và anh em dùng rồi. Đấy, anh em mua và anh em cũng có những cái phản hồi tích cực cho tôi. Đấy, dùng hết thì anh em mua luôn cái đợt này anh em nhá, để được hưởng cái ưu đãi. Chứ còn bình thường mua nó mua về giá 350 thì thực sự là tự nhiên nó lại mất thêm một đồng tiền đúng không? Đấy, tranh thủ đi, ấn vào giỏ hàng ở phía góc trái màn hình để được nhận ưu đãi anh em nhá. Rồi, cảm ơn các anh em đã lắng nghe quảng cáo. Chúng ta sẽ đến với con game ngày hôm nay thôi. Ok, trong cái trận đấu này ấy, ở trong truyền thuyết nó cũng có con tướng mới anh em ạ. Nó giống như cái trận đấu trước. Đấy, và có thể là tôi sẽ chơi con tướng mới tiếp anh em nhá. Con này cực kỳ mạnh luôn. Mới ra thì con nào cũng mạnh anh em ạ. Thường là từ trước đến nay là Dodo nó chơi kiểu thế. Tức là nếu mà update mới là những cái con tướng mới xuất hiện nó sẽ rất là imba, nó sẽ rất là khỏe. Tôi còn đang nghi ngờ con này ấy, cái con này nó không kết hợp với cả God, nó vẫn mạnh cơ anh em ạ. Bởi vì là thực ra cái con này khi mà nó đã bật trưởng lên ý, thì cái trưởng của nó không bao giờ kết thúc anh em ạ. Nó không bao giờ kết thúc luôn. Một khi mà đã tung được trưởng là không cần phải là có cái bộ gót vào để giảm cái cooldown làm gì cả. Bởi vì là thực ra là nếu mà nó có bắn 2 lần trưởng hay 3 lần trưởng thì nó cũng vẫn thế thôi anh em ạ. Nó không khác đâu. Đấy, tôi test kỹ con này rồi. Thế nên là kết hợp với gót có vẻ như là nó hơi thừa đấy. Nó hơi thừa. Thay là kết hợp với gót chúng ta thêm những cái Selezy khác hiệu quả hơn. Ví dụ như là Warlock chả. Warlock để hồi máu. Đấy, hay là đánh cái kiểu Half Orc kết hợp với cả xem cái bộ kiểu beat các thứ thì nó kết hợp được. Kết hợp được với beat 4 Half Orc rất là khỏe luôn. Vừa là khống chế này, vừa có cái sức sát thương phép, lại vừa có sức sát thương vật lý đến từ cái bọn beat. Đấy, dễ lên 3 sao, khỏe. Ok, nhưng mà trận này có vẻ không ra beat à. Ui dồi, lại ra Scarlet Lancer này. Vẫn đang phải tận dụng cái combo mà tôi có chia sẻ với anh em từ mấy video trước ấy. Grim quẹt mực xong rồi là Flame tung trưởng ấy. Và trận này trông có vẻ hơi khèo. Từ hồi mà tôi biết được cái combo này ở trong beta mới, tôi toàn chơi theo cái combo này thôi anh em ạ. Nếu mà không đánh được chuỗi thắng thì ít nhất thì nó cũng giữ được máu. Dạ, đầu game rất là ok luôn ấy. Quẹt mực này, đấy, sau đó là Flame nhảy lại Blink này, sau đó là tung trưởng, anh em thấy chưa? Kiểu gì cũng trúng được hai con. Nó có một cái cơ chế mới hay sao ấy, là cái con Flame này nó bắn nó rất là chính xác vào cái con mà nó bị quẹt mực ấy anh em ạ. Chính vì thế nên là tôi cảm giác như là gần như là 100% là kiểu gì cũng trúng cái con, những cái con bị quẹt trúng mực. Đấy, khiến cho lượng đàn nó gây ra nó rất là lớn. Tự nhiên là cái đao này nó lại ra cái con Thunder làm cho tôi lại phải chuyển sang là cái bộ 9m à. Vừa ra Thunder vừa ra rồng mập luôn anh em ạ. Mặc dù là tâm tư nguyện vọng là cũng muốn là chơi con tướng mới đấy. Nhưng mà nếu mà bài cho thì chơi thôi chứ còn biết làm nào. Đúng không? Bài cho chơi thôi. Ok.
Rao này thì là thua thôi. Đội hình nói chung là không có 2 sao chịu. Con ốc 2 sao thì khỏe quá rồi. Úi dồi ôi, ra Doom này anh em này. Ra Doom à? Ra Doom nhá. Ra Doom là kết hợp với cả bộ fake được dễ rồi. Ok. Thế giờ chơi Warrior à? Thôi, tạm thời bỏ mấy con này thôi, chứ còn bây giờ không lên được 2 sao chịu rồi. Như này đi, bán đi lấy 10 tiền thì cũng được, cũng ok. Chứ còn bây giờ cũng đang thọt thọt đấy anh em ạ. Có cả con sói à. Pick cái con cá này vào này. Chúng ta chỉ cần thiếu một con wizard nữa là kích hệ được. Có thể là hệ 9m hoặc là hệ 9 warrior. Nhưng mà 9 warrior thì dễ hơn. 9 warrior có thể đánh ở level 6 được, đủ bộ rồi. Còn 9m thì nó phải lên 7. Lên 7 kẹp 3m kẹp với con Doom vào nó mới đủ bộ. Trừ khi là bây giờ ra được cái con Salivo. Cái tầm này bị nó đẩy kinh quá nhở. Ấy thế thôi mà cũng đã đến cái round 10 rồi. Ui lại ra rồng mập này. À thế thì rồng mập lắm co à. Nếu mà rồng mập lên 2 sao thì 9 warrior rồng mập vậy. Ok. 9 warrior rồng mập hay là 9m rồng mập. 9m rồng mập thì tầm này chưa được. Đây, mua sẵn 3 warrior cái đã này. 9m rồng mập thì cái tầm này nó chưa có đồ để mà chơi con rồng mập. Rồng mập nếu mà muốn chơi 9m thì nó phải có đồ đủ đồ tăng cơ. Nó phải cực kỳ trâu mới chơi được. Còn cái tầm này bây giờ nếu mà có chơi 9m là chỉ có dồn đồ cho con Thunder thôi anh em ạ. Nhưng mà Thunder mới 1 sao. Khả năng là đá về 9 warrior trước. 9 warrior bây giờ ra đủ bộ mà rồng mập lên được 2 sao là cũng gánh được rồi. Tầm này là gánh khỏe đấy. Đợt này là tôi làm content, làm video clip cho các anh em xem ở trên kênh ấy. Nhưng mà đồng thời là nó cũng là cái quá trình mà tôi leo rank top server luôn anh em ạ. Đấy là tôi đánh nó cũng vẫn rất là cẩn thận, chứ không thể nào mà có thể là đánh bừa cái đội hình được anh em nhá. Không phải là chơi múa đâu. Đấy, đánh là nó cũng sẽ phải là những cái đội hình mà có thể chơi được để mà giành top cao. Không được top 1 thì cũng phải là ở trong top 3. Căng thẳng lắm anh em ạ. Bởi vì bây giờ nếu mà tôi bị một phát con top 4 thôi là tôi bị trừ tới tận 14 điểm, 14-15 điểm ấy. Đấy mà top 3 ấy thì là có trận thì được cộng điểm, có trận cộng được có 1-2 điểm đến 5 điểm thôi. Mà có trận còn bị trừ điểm cơ. Top 3 có trận còn trừ điểm ấy anh em ạ. Đấy nên là cái tầm này bây giờ là tôi cũng không đánh linh tinh được đâu. Đánh nó cũng phải chọn cái đội mạnh mà đánh. Đấy. Vì chính vì là bây giờ là cũng đang chọn cái đội mạnh để đánh nên là anh em yên tâm nhá. Là kiểu gì anh em, nếu mà anh em chơi những cái đội mà tôi chơi ấy, những cái đội hình mà tôi làm video clip để tôi up lên cho anh em xem ấy, là nó yên tâm là nó mạnh nhá anh em nhá. Anh em cứ yên tâm. Kiểu gì nó cũng đủ sức để nó có thể lưng cái rank của anh em lên được. Đấy. Rồi, bây giờ có lên là up 7 kẹp thêm con flame không nhỉ? Tự nhiên 2 sao vứt ngoài. Anh em yên tâm là cái đội hình này là chơi được nhá anh em nhá. Chơi được ở meta này luôn. Một con rồng mập nữa thôi. Với căn bản là nếu mà ra rồng mập 2 sao ấy, gánh được chắc phải đến round 20 luôn ấy. 20-25. Tầm 25 mà lên được 3 sao thì là yên tâm rồi. 25 đến 30 lên được 3 sao. Nó sẽ có những cái điểm mốc như thế anh em ạ. Chúng ta chỉ cần đúng cái mốc đấy là chúng ta sẽ không bị mất quá nhiều máu đâu. Ok. Còn bây giờ tôi form được 9 warrior ở cái round 12 này thì mặc dù toàn 1 sao nhưng mà nó vẫn khỏe đấy anh em ạ. Gặp thằng này thì có thể sẽ là thua này. Thằng này thì nó tung trưởng nó hơi nhiều. Rồi mấy cái thằng đánh tay ấy thì chúng ta sẽ ăn được. Thằng này chưa chắc đã thua.
À không, nếu nó trừ giáp tôi thua. Không, đây này, anh em thấy không? Đấy, mạnh đấy chứ. Mạnh đấy. Tầm này 9 warrior là nó khỏe ở giai đoạn này rồi. Ra là cả đắt led này, đắt led để hồi máu. Nhưng mà bây giờ không có slot cho vào. Up 7 luôn đi. Up 7 luôn. Cắt chuối cái. Vẫn nó sẽ vẫn có cái combo để thực hiện. Grim quẹt mực sau là flame nó tung trưởng. Tôi lúc nào tôi cũng để cái combo này ở giai đoạn đầu game anh em ạ, nó rất là mạnh. Tôi chia sẻ với anh em từ mấy cái video trước ấy. Đây là cái video thứ 3 rồi. Đấy thì đây là cái combo mà tôi luôn chơi để tôi leo nha anh em nhá, leo top server. Combo ở cái giai đoạn đầu game nó rất là ok. Quẹt mực một cái này xong flame nhảy. Đấy anh em thấy không? Ít nhất là bắn được hai con. Bây giờ ấy cái con flame này nó rất khôn. Nó luôn chọn cái con mà trúng cái mực nó mới bắn vào anh em ạ. Tôi để ý rồi mà. Đấy chia sẻ với anh em cái quả này hơi bị hay luôn đấy. Bí ký là up rank đấy anh em ạ. Up rank cực kỳ nhanh luôn. Đấy. Rồi. Nói chung là lúc đầu thì anh em cứ chăm vào mấy cái con flame với cả con quẹt mực ấy. Chăm mua những con đấy vào nhá. Còn mấy cái con kiểu nếu mà anh em để như này là anh em thậm chí là gặp Hunter ấy, anh em cũng vẫn thắng. Nên là nhiều anh em cứ bảo là đánh Hunter đầu game để đánh chuỗi thắng thì cái bộ này nó có khi là nó còn ăn được cả cái bộ Hunter 6 Hunter kẹp với cả đỏ ở giai đoạn level 7 này. Bây giờ gặp Hunter là vẫn ăn được đấy. Chúng ta 9 Warrior Fake rồi. Đấy. Trong trường hợp mà ở đây nó là bộ 9 mét, nếu mà con Thunder lên 2 sao thì nó sẽ là 9 mét Fake thì nó cũng khỏe luôn. Đó này vẫn ăn được thôi. Bây giờ chỉ hy vọng gặp cái thằng có chuỗi cộng 9 kia thôi để cắt chuỗi thôi anh em ạ. Hy vọng là đừng có thằng nào cắt chuỗi của nó để tôi. Đấy rồi, rồng mập lên được 2 rồi. Ui rồi, ok quá nhỉ. Nhưng mà phải lên 8. Bây giờ lại bỏ flame ra. Bỏ ra thì mất cái combo đẹp nhỉ. Rồng mập thì phải lên up 8 mới cho vào được anh em ạ. Nó lại như thế lại. Ok. Mà lên 8 thì còn xa lắm. Bởi vì bây giờ tôi mới có 4 tiền. Trên này tôi thọt tiền rồi, tôi up cấp sớm để tôi cắt chuỗi thằng kia. Nhưng mà nó không gặp. Gặp muộn quá. Sau ra 15 mới gặp. Mà không biết là có gặp có còn chuỗi không ấy. Cho gặp sớm thì còn ăn được cái tí nữa là form được 6 assassin. 6 assassin half orc à? Tí nữa là form về 6 assassin half orc thì khả năng là vẫn ăn được thôi. Chúng ta 9 warrior mà. 9 warrior thì không sợ đâu, nhưng mà nếu mà gặp sớm thì cắt được chuỗi sớm thì đỡ thọt tiền thôi. Chứ cắt muộn quá để đối thủ xanh đánh up lên level cao ấy, tí nữa sẽ chuyển sang là Witcher kẹp với cả assassin thì nó cũng khó đấy anh em ạ. Hay là tôi thấy là đang là mua con khỉ ở phía dưới thì khả năng là chơi beat. Beat mà giữa game này nó vẫn đấm warrior như con ấy. Warrior này chỉ có khi nào mà chúng ta lết game chúng ta có đủ đồ mới ăn được thôi. Kiểu phải có giáp cuối, giáp thép các thứ ấy. Bây giờ tôi nhận là cho gặp sớm thì thọt tiền quá rồi. Tiền từ lấy giờ có nhích được tí nào đâu. Chưa thấy ván nào được thêm một tiền ấy. Thấy ván nào cũng tầm dưới 10 tiền. Đây là cái ván đầu tiên chúng ta được 10 tiền ấy. Sau ván này chúng ta nếu mà thắng thì được 2 tiền. Đang khá là thọt ở đây. Đổi một cái món đồ đi. Áo choàng tàng hình à? Xem nào. Có mấy nhà có cái ý định chơi gót. Có cái Insectoid nữa, lấy áo choàng anh em nhá. Lấy áo choàng đi. Hợp lý đấy. Đấy, có nhà chơi gót này.
Tí nữa nó sẽ là cái bộ God Half Orc ấy, kẹp với con tướng mới ấy. Với trận này có con tướng có Lét Sắc ấy. Nhưng mà trận này có lẽ là tôi sẽ không chơi con đấy, bởi vì là anh em thấy là tôi đang form cái bộ 9 Warrior khá là khỏe rồi. Đang vừa làm video clip cho anh em mà cũng là vừa leo rank luôn anh em ạ. Leo top đấy. Nên là bây giờ chúng ta chơi được cái bài gì thì chúng ta chơi luôn anh em nhá. Đấy, nó cho tôi 9 Warrior này. Đấy, trận này chơi 9 Warrior rồng mập là ok rồi đấy. Nó form đủ bộ rồi mà. Bây giờ kể cả tôi dừng lại ở 7 tôi run rồng mập 3 sao vẫn được. Đấy, nhưng mà bây giờ có hai con 2 sao ở dưới nó đang chờ, thì có lẽ là sẽ up lên 8 rồi nhét thêm vào. Nhưng mà chỉ nhét được một con thôi. Nhét được một con thì xem là con gì. Flame thì combo thì cũng ngon. Nhưng mà late game thì cái combo đấy nó không giải quyết được nhiều vấn đề lắm. Thì nó lại cần phải có con Thunder để nó xòe quạt ra nó đánh mấy cái bọn beat này này. Rồi, cắt chuối của thằng này chắc chắn luôn, không nói nhiều. Mình xin nhá. Mà gặp hơi muộn, tận ra 17 mới gặp ạ, thề. Rồi, mình xin. Đỡ thọt tiền bao nhiêu ấy. Đấy, bây giờ dừng lại ở 7 roll cũng được nhá. Thích thì dừng lại ở 7 roll luôn. Lấy 50 tiền xong rồi dừng lại roll con rồng mập 3 sao. Đánh người level 7. Đội hình này thì nói chung là bảo là mạnh thì cũng không phải là quá imba, nhưng mà bảo là yếu thì cũng không yếu đâu. Tôi cũng thường là tôi chơi con rồng mập làm co để leo rank đấy. Đấy, ở trong meta mới này thì cái bộ 9 Warrior fake rồng mập vẫn có chỗ đứng của nó, vẫn rất là ok. Đánh với cả nhà beat được, đánh với cả các cái nhà khác, Insectoid các thứ đều ok hết. Cân cả Insectoid luôn. Trên này có trộm chó này, cũng chả sợ, chứ 9 Warrior sợ gì trộm chó đâu. À nhưng mà round này thì chắc là nó đấm tôi sấp mặt rồi này. Đây à. Đúng đấy, đúng trúng một con tướng ấy nào. Chả bao giờ thấy đun trúng mà con tướng. À đây rồi, ok, thắng rồi đấy. Có chuỗi luôn, hay quá. Thôi cứ đánh từ tốn thôi anh em ạ. Tôi đang định là roll ở 7 luôn. Lên 8. Lên 8 thì bây giờ kẹp thêm con flame vào. Đang suy nghĩ có lên 8 không. Kể ra mà nó là con Thunder 2 sao ấy thì tôi lên 8 luôn ấy. Nhưng mà con Flame mình hên xui quá nhỉ. Lên 8 xong rồi bắn nó có thêm muốn một trưởng thôi, cũng không tăng được cái sức mạnh nhiều. Mà giữ được cái chuỗi này. Lên thì có thể là thêm một chút sức mạnh giữ chuỗi. Và để xem là có cần phải giữ cái chuỗi này không, hay là cứ giữ 50 tiền roll ở level 7 thôi. Nhiều khi là mình bị cuốn vào cái giữ chuỗi ấy, thì nó sẽ cuốn vào việc là up level quá là nhanh, quá sớm, khiến cho chúng ta không có tiền để chúng ta roll cái con rồng mập. Đấy, tầm này tôi nghĩ là cái thằng này nó cũng không làm gì với tôi đâu. Nhưng xét toy này không, tầm này không làm gì được. Nó phải hai con mèo 2 sao rồi. Nhưng xét to nó phải to một tí. Thằng này xả hết tiền cắt chuỗi tôi nhưng không cắt được này. Đấy, đấy là một sai lầm rồi. Đấy, bây giờ tích được 50 tiền rồi này. Áp dần lên level 8 để kiếm thêm một cái slot nữa anh em nhé. Cho thêm một slot nữa. Tôi nghĩ là tôi sẽ 50 tiền roll ở level 8 thay vì roll ở level 7. Lên level 8 là cái cơ hội ra được mấy con 5 đô nữa anh em ạ. Trận này có 5 đô cũng có mấy cái con mạnh. Kể cả là Lét Sắc 5 đô kẹp vào cái bộ này vẫn rất là ok luôn đấy anh em ạ. Lét Sắc 3 sao mà kẹp với cả full đồ tanker thì cũng rất là khỏe đấy. Đợt này các anh em sẽ thấy tôi ra video clip nó không đều là bởi vì là tôi đang tập trung vào leo rank anh em ạ, leo top server. Khi mà tôi leo được top server rồi thì tôi sẽ ra video clip đều thôi anh em nhá. Chủ yếu là mình làm cái gì thì mình tập trung. Đấy, như cái đợt này là tôi
Tôi quyết tâm là tôi leo top server, là tôi cũng chỉ leo top server thôi. Nhưng công việc khác của tôi là tạm thời tôi dừng lại. Đấy, làm cái việc gì làm tập trung một việc. Sau khi mà chúng ta đạt được rồi chúng ta lại làm việc khác anh em nhá. Đấy, cái đợt này là tập trung vào leo top server để lấy thương hiệu cái đã. Sau đó là khi mà được top server rồi thì là chúng ta có thể nghỉ để chúng ta làm việc khác được. Trong lúc đấy là video clip cũng đã sẵn sàng để coi như là up phát hành hàng ngày rồi. Bởi vì là đủ video rồi mà. Chắc chắn là trong cái quá trình mà tôi đua top server ấy, thì tôi cũng có rất nhiều những cái trận đấu top 1 để tôi up lên dần dần. Đấy, vào trong cái quá trình mà sau cái đợt leo rank này thì có thể là sẽ không phải chơi game nữa để tập trung vào làm việc khác. Thực ra tôi cũng rất nhiều việc nên là tôi có một cái thời gian biểu mà tôi cũng vạch ra để tôi làm việc cho nó hiệu quả. Cái đợt này là một là leo top server luôn để lấy thương hiệu, và thứ hai là tôi cũng sản xuất video clip hàng loạt luôn để sản xuất cho cái khoảng thời gian sau này khoảng một tháng nữa là gần như là tôi không động đến game. Đấy, trừ khi là có update mới thôi. Đấy, còn tôi là không động nữa để tôi làm cái việc khác. Up cấp luôn lên cấp 9 anh em nhá. Ok, thôi kệ đi, rồng mập rồi kệ, lên 3 sao được thì lên, không lên thì thôi. Tôi đang có một cái ý tưởng mới. Tôi đã thay đổi là tôi bây giờ tôi kiếm cái con led sắc anh em ạ, kiếm con led sắc lên 3 sao, tôi thay con rồng mập này làm co ở trong cái bộ 9 warrior luôn để xem là nó khỏe đến cỡ như nào anh em nhá. Được không? Được đấy. Rồi, gặp ngay cái bộ beat. Tầm này thì bây giờ tôi không sợ beat nữa rồi. Ok, đứng đấy là con khỉ nó đập liên tục đấy. Ui nó chết. Ui may quá giết con khỉ. Nhưng mà vẫn thua à? Ui vẫn thua anh em ạ. Beat này có RO, beat có RO hay có sách đây. Trứng này. Trứng này đập cho con nào. Như này đi. I am the Eggman. Bán con này đi. Flame này có thể là nuôi. Nuôi tí nữa chuyển về 9m thì cũng cần có flame. Gặp ngay trộm chó này. Trộm chó này có thua không nhỉ? Ui rồi, chết rồng mập rồi. Chết rồng mập thì thua. Ui nó còn đẩy tôi nhiều chứ. Cái đợt này vào cái đợt cuối năm nên là cũng khá là bận anh em ạ. Đấy nên là công việc làm nó kiểu nó dứt điểm cái công việc nào là tốt cho cái công việc đấy. Công việc nào làm xong là thôi, không phải làm nữa, xong làm công việc khác để cuối năm là hoàn thành hết tất cả các công việc. Kể cả là cái vấn đề về sản xuất nhạc của tôi cũng thế. Đấy, cuối năm này là cũng sẽ phải có KPI là sản xuất và phát hành một album, ít nhất là một album trong cái giai đoạn cuối năm. Thì tôi thực ra tôi cũng đã xong rồi, nhưng mà nó có ngoài cái việc là chúng ta làm việc, chúng ta sản xuất ra ấy, thì còn có những cái khâu ở xung quanh đến cái vấn đề về bản quyền, rồi vấn đề về phát hành nhạc nữa. Nó có nhiều thứ lắm anh em ạ. Đấy, và tất cả những cái thứ đấy nó đều mất thời gian để nó trao đổi, rồi nó làm việc với các bên, nên là cũng rất là mất thời gian anh em ạ. Tôi thì ngoài cái việc là tập trung vào chuyên môn làm việc ra thì nó còn nhiều cái công việc mà nó không tên khác nữa. Thế nên là bớt được cái việc nào là vui việc đấy thôi anh em ạ. Auto chat này cứ tầm tầm này bây giờ sản xuất được đủ video rồi là cuối năm là cứ thế mà up dần thôi. Mà toàn là siêu phẩm ấy chứ. Toàn là siêu phẩm luôn ấy. Chỉ có đợi up dần để cho các anh em thưởng thức thôi. Anh em cứ chờ nhá. Rất nhiều siêu phẩm đang đợi các anh em ở phía sau. Trong những ngày sắp tới tôi sẽ up rất nhiều cái trận đấu hay. Mà thường là những cái trận đấu hay nhất ấy là tôi để dành đến cuối tuần anh em nhá. Cuối tuần đông vui, các anh em xem đầy đủ của tôi up. Có những cái trận đấu mà tôi sản xuất trước nhưng mà tôi lại up sau. Còn có những cái trận đấu mà tôi lại sản xuất sau nhưng mà tôi lại up trước là vì thế. Những cái trận đấu hay thì tôi thường là tôi để sau. Tôi để ở những cái dịp mà đông anh em xem. Trời lắm gót vậy. Ba thằng chơi gót kìa. Insectoid sắp đi kìa. Ba thằng chơi gót là cái thằng chơi beat. Bây giờ đang có chuỗi. Chơi beat đang có chuỗi. Insectoid nói chung là meta này đánh thì được nhưng mà nó cũng khá là ấy đấy, nó cũng khá là khó chơi đấy anh em ạ. Bộ đấy nó là cái bộ đắt tiền anh em ạ.
nó phải toàn 4 sao với 3 sao và nó phải có con hiến tế của 4 sao cơ thì nó mới mạnh. Chính vì thế bộ đấy nếu mà thọt tiền là đấy toang rồi kìa. Anh em thấy không? Cái bộ Insectoid mà hết tiền là dễ toang lắm. Có những cái bộ rẻ tiền hơn như cái bộ tôi đang chơi là nó cực kỳ rẻ tiền. Con tướng co là có 3 tiền thôi, rẻ tiền lắm anh em ạ. Tiền nếu mà cái đội hình rẻ tiền thì chúng ta có thể up cấp được sớm, vì chúng ta không tốn quá nhiều tiền. Đây lại một thằng nữa chơi Insectoid này. Và Insectoid này là có khỉ 2 sao, có Taboo Witcher 2 sao. Còn cái thằng trên này thì gấu cũng có RO rồi. Thực ra Insectoid như thế kia là mạnh lắm rồi đấy. Không biết là có lên top 1 không. Nhưng mà có một con khỉ 2 sao và một con Taboo Witcher 2 sao để cầm cái quả trứng ấy thì cực kỳ khỏe nhá. Đội hình khỏe đấy. Tôi chắc là tôi dừng lại ở cái level này tôi roll thôi. Rồi còn 61 máu đi, cứ đánh Tata thôi. Đánh mất AZ này, lấy đi. Giờ mà đổi được cái đồ cam là ngon. Bây giờ đổi đồ cam để xem là đồ cam thì lấy được cái hút máu là ngon nhất đây. Vứt hai cái nữa, vứt cái nhẫn à. Thôi, vứt cái giáp phản cũng được. Ok, lấy hút máu luôn anh em nhé. Cái bộ Warrior này chỉ có thiếu hút máu thôi mà. Sẽ lấy hút máu đó. Rồi. Vừa đủ mạnh. Để như này vừa đủ mạnh anh em ạ. Giáp thì hơi bé một tí nhưng mà bù cái là nó có đam. Nó có đam đến từ cái nhẫn với cả cái giảm kháng phép rồi đó. Tí nữa mà chúng ta chuyển sang 9m ấy thì với cái đồ này thì nó vẫn ngon. Coi như là chuẩn bị sẵn để chuyển sang 9m luôn. Rồng 3 sao 9m đánh ở level 9 nó đủ rồi. Đấy lại gặp cái thằng trộm chó này, không trộm được con rồng của tôi thì là vô tư. Không trộm được con rồng là ok rồi. Xong rồi. Thả ra cái đấm ngược lại luôn. Đấm hết. Con rồng rất trâu rồi. Đấy, hồi máu lên, đúng rồi. Ok rồi đấy. Thunder 2 sao này. Ô, cái tầm này mà Thunder 2 sao là có thể chuyển sang 9m rồi đấy nhá. Nhưng mà thôi, từ từ đã. Từ từ. Rồng 3 đã, đang thiếu tăng cơ anh em ạ. Con rồng toàn đồ tăng cơ nhưng mà lại đang mới có 2 sao. Con rồng đồ cho rồng. Cho lên 3 sao cái đã, cho nó an toàn. Sau đó chúng ta vứt hai con Warrior đi. Chúng ta thay con Mage vào và con cây 3 sao là ok. Trong lúc này chúng ta roll cái con cây 3 sao luôn anh em nhé. Đấy, khỏe rồi. Cứ 50 tiền roll thôi. Bộ này chơi ở level 9 thôi. Không cần lên 10. 9 con đủ bộ à? Ok. Ui giời, đùm một con gấu con ạ. Thề. Sồng mập bây giờ cái lượng đam gây ra cũng khá lớn đấy nhá. Đấy, giết con Doom đi. Ui thật chết rồi, nó Doom một người à. Ây da, đau. Ok, thôi cũng mất ít máu đó. Đổi một đồ cam nữa không? Thiếu. Chưa được. Thiếu một đồ nữa anh em ạ. Bây giờ lấy được cái giáp thép thì ngon. Cái giáp thép là thay luôn cho cái bọn Warrior luôn. Sau đó chúng ta chuyển về 9m. Chúng ta đấm cái bọn Beat. Nhưng mà bây giờ chưa chuyển sang 9m được nhá. Cái thằng Compali kia nó vẫn đang sống. Mà nó là chơi Insectoid. Chuyển sang 9m là đi đấy.
bắt buộc là nếu mà trận đấu có Insectoid là chúng ta phải giữ 9 Warrior. Bao giờ mà Insectoid bay màu thì mới chuyển sang được. Rồi, còn 5 rồng 9 mét thì vô tư. Đấy, trận này tôi đã lấy cái con rồng mập này là không sợ cái bọn này rồi. 5 rồng 9 mét là vô tư luôn. Ok. Không bao giờ có đủ đam để tiêu diệt rồng mập đâu. Rồng mập nó kháng phép cực khỏe. Cộng thêm đấy là tôi có hai cái hồi máu. Rồi, roll level 9 thôi anh em ạ. Sao? Rồi, thôi 50 tiền thôi. Dừng lại ở 50 tiền thôi anh em. 53 màu vẫn thoải mái. Cái bộ này, riêng cái bộ này nhá, tụt là nó phải tụt xuống khoảng 20 máu thì mới sợ. Bởi vì cái bộ này còn một mình con rồng mập nó sống nó lay lắt lắm anh em ạ. Sống lay lắt trâu lắm. Chỉ một là hóa hay là lọt thì lọt rất ít thôi, không bao giờ lọt nhiều luôn đấy. Ấy à, đồ cho tabu kinh đấy. Đồ tabu căng đấy. Lấy cái vương miệng này. Đây rồi, gặp này. Ui, tabu chém nhanh đi kìa. Ok, nhưng mà sao bây giờ đánh với con rồng mập của tôi? Ờ, một mình rồng mập solo hết. bây giờ kiểu gì giết được. Kìa, nhìn con tabu kìa. Một mình con rồng mập lại cân hết mà. Anh em thấy chưa? 3 tiền cân 4 tiền luôn nhé. Khỏe lắm. Không sợ nào. Chỉ có hòa hoặc là mất rất ít máu thôi anh em ạ. Đây nó chính là cái hay ở trong cái bộ này. Bộ này nó khiến cho chúng ta có thể tự tin giữ tiền 50 tiền vào roll 3 sao ấy. Đấy, nó hay ở cái chỗ đấy. Tất nhiên là phải áp được lên 9. Áp lên 9 thì làm cái trò đấy, cho áp để ở level 8 thì chưa chắc đâu nhá. Ok, cứ đấm đi. Đấm thoải mái đi, có mất tí máu ở đâu. Đấy, hòa thôi. Hòa được rồi. Đấy, có tiền lại roll tiếp, có gì đâu. Đấy, cứ 50 tiền, giữ 50 tiền roll thôi. Đấy, con bọn kia đánh nó vội lắm anh em ạ. Bọn nó đánh phải vội, không vội là chết. Tôi có phải vội đâu. Tôi đánh cứ tà tà này thôi. Bây giờ nó đủ bộ rồi nhưng mà nó vẫn không kết liễu được ai ấy. Đấy, cái chính là như thế. 5 rồng 9 mét rồi, bây giờ gặp insect là đi rồi. Còn thằng Beat thì... Ai à, thằng Beat căng ấy nhờ. Trong là top 1 lên được level 10, ra được Let's Suck 2 sao rồi kìa. Kẹp thêm cả Doom nữa. À, căng đấy. Căng đấy, quyết tâm thịt tôi à. Kẹp Doom để Doom với con rồng mập ở đây. Con rồng mập mà bị Doom thì nó sẽ không hồi máu được. Nhưng mà cái con rồng mập này nó còn cái sức mạnh của nó ở nhiều cái thứ khác cơ anh em ạ. Không phải chỉ có cái việc là nó trâu đâu. Mà nó khá là khó chịu trong cái việc là giảm đam của đối thủ ấy. Đối thủ đánh vào con này là đánh cực chậm luôn. Ok, không có gì cả. Rồi, đổi đồ cam tiếp theo thôi anh em. Rồi. Rồi, quá ok. Búa set được rồi. Vứt cái búa set 1 để lấy cái búa set 2. Quá tuyệt vời. Rồng mập tiếp. Đập trứng nghe. Tiết kiệm tiền thôi. Đấy, lại dừng lại tiếp. Không sao cả. Tầm này không thằng nào đẩy cho tôi mất nhiều máu đâu anh em ạ. Giỏi lắm là mất chục máu. Thằng Beat gặp Doom trúng thì mất chục máu là cùng. Nhưng mà khả năng là Doom trúng con rồng mập này là cũng hơi khó đấy. Bởi vì là có 4 tiền. Ui, thằng này đồ thế giới đấy. RO sách xích. RO sách xích căng thật. Ok rồi, 5 rồng 9 mét thoải mái bạn ơi. Chỉ cần một mình con rồng mập này thôi là cân được hết anh em ạ. Ui giời ơi. Thậm chí tôi không có đồ kháng phép nhá. Mà tôi vẫn cân được này anh em này.
Đấy, con già của đối thủ có gậy xanh nhá, bắn vào tự chết luôn. Già của đối thủ có gậy xanh đấy, 5 rồng 9 mét luôn. À, 5 rồng 6 mét, không phải 9 mét. Nhưng mà nó cũng chả làm được gì tôi. Rồn tiếp đi. Úi dồi, một con hùng mập nữa. Khu máu quả này à. Ok. Xem có slot không nào. Thiếu một slot. Đây rồi, ui giời ơi, quá tuyệt vời anh em ạ. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Hay quá. Bây giờ up cấp và cho thêm một cây vào. Vô địch rồi anh em ạ. Tầm này 9 mét được rồi đấy. Ừ, rồi. Ok, gặp lại thằng God. Không sợ, không sợ. Rồng mập vẫn đang hiên ngang ở đây. Rồi, một thằng đã ra đi. Vẫn còn nhà insect nha. Trộm chó insect. Con rồng mập bây giờ thực sự bất tử đấy anh em ạ. Rồng mập bất tử rồi. Các bạn bây giờ làm gì nào? Rồng 5 đô thay cho con flame 9 mét. Ok. Nhưng mà trước khi chuyển sang 9 mét thì cứ phải đợi cái thằng Insectoid đã anh em nhá. Insectoid vẫn sống thì chưa chuyển đâu. Bao giờ Insectoid mà chết thì chúng ta mới chuyển. Đấy, bây giờ vẫn cứ là 9 warrior cho nó trâu. Con rồng này nó trụ được với cái bọn Insectoid cái đã. Một mình chấp tắt. Sau khi mà Insectoid chết hết thì chúng ta chuyển sang 9 mét là vừa. Nó còn có tí máu thôi. Một round này gặp là đi ấy mà. Đấy, gặp rồi này. Tabu Witcher, hai Tabu Witcher. Rồi, cứ giải quyết hết cái con khác đi. Tự chết kìa, tự lăn là chết. Tabu Witcher tự lăn là chết luôn anh em ạ. Tôi nghĩ là một mình con rồng mập solo nhưng mà có phải đâu. Anh em nhìn này, còn rất đông luôn. À, khả năng là round này đẩy chết Insectoid là chúng ta có thể tự tin chuyển ra 9 mét được rồi. Đấy. Còn rất đông nhá. Nó chỉ giết được thêm một con nữa. Còn rất đông, còn rất đông. Còn cả Secret Lancer cơ. 18 giây nữa chắc chắn là bạn ra đi rồi. Quá tuyệt vời. Ui giời ơi. Counter cái kiểu gì. Xong. Còn thằng Beat vẫn chưa thấy sang nhỉ. Beat kẹp Doom. Beat kẹp Doom vẫn chưa thấy sang. Ok, bây giờ Insectoid chết rồi thì tự tin thôi anh em. 9 mét. Có cái gì đâu. Tầm này bây giờ thì ngán gì mấy cái thằng còn lại đâu. Beat thì chắc chắn là 9 mét là ăn được rồi gì nữa. Đấy, để thế này là được rồi. Có hai con rồng thôi, không phải ba rồng. Vẫn kích hệ 9 mét như bình thường. Một thằng trộm chó. Con trộm chó vô tư. Bây giờ nó không thể trộm được cái con rồng mập của tôi đâu. Muốn trộm rồng mập thì nó phải lên được con Dalet lên 3 sao cơ. Đấy, trộm đấy. Giỏi trộm đấy. Rồi xong rồi. 17 máu đi cái đã này. Xong rồi đấy. Anh em nhìn con rồng mập nó phản cho mà đối thủ không nhích được cái tay lên luôn đấy. Không nhích được cái tay lên cả. Thấy không? Đừng im mình chết luôn. Xong rồi anh em ạ, ở phía bên nhà Beat thì tôi cũng ăn được luôn. Đấy. Bên Beat là tôi cũng ăn được. Bây giờ Beat ấy, cái con Doom ấy, khi mà nó đủ cái mana để nó tung trưởng thì nó cũng không tung được trưởng cơ anh em ạ. Anh em tin không? Vì khi mà nó đấm vào cái con rồng mập này của tôi này này, nó là bị đóng đá đến chết. Khi mà nó nhấc cái tay lên nó đóng đá thì nó lại bỏ cái tay xuống. Đấy. Thế nên là Doom chả có cái giải quyết được cái vấn đề gì cả đâu. Bây giờ ấy là mấy cái con kiểu Beat là nó phải có cái gì. Nó phải có cái một cái gì đấy mà nó dồn đam mạnh.
kiểu thế. Mà nói chung là bây giờ nó cũng chả dồn nam mạnh được ấy. Dòng mập này bây giờ nó đóng đá bít mà. Cứ đánh vào là bị đóng đá. Đóng đá xong hết đóng đá thì lại đóng đá tiếp. Tức là nó không đánh được phát nào luôn ấy. Quá nhiều đồ tăng cơ. Thôi xong rồi. Vô địch thật rồi anh em ạ. Nhẫn quyền lăng này thì thôi. Đỡ làm sao được. Có cái nhẫn này thì nó không thể nào đánh mất máu được luôn ấy. Quá là ok anh em ạ. Thực sự rất mạnh. Như này đi. Squire gặp beat thì nó sẽ giảm tốc đánh của đối thủ. Đối thủ sẽ bị giảm tốc đánh. Thằng con Squire này tôi nghĩ là ở trong cái meta mới này cũng lên thay đổi cái trưởng của nó cho nó phù hợp với meta. Cái bộ trưởng ở con này, cái kỹ năng của nó quá lâu rồi. Nó đang không phù hợp với cả cái meta hiện tại nữa. Ví dụ như gặp 6 cá hay là gặp những cái bộ kiểu như là Goblin các thứ thì bây giờ nó không còn mạnh như ngày trước. Ok. Đồ gấu rất là to nhưng mà không làm gì được luôn anh em ạ. Đấy, ôi rồi ôi, bị đẩy nhiều luôn ấy. 19 máu luôn này. Anh em thấy cái con rồng mập nó bất tử chưa? Con gấu nhá, nó có đủ đồ chấn phái luôn. Từ cái RO này, xong rồi là cái quyển sách này, rồi cái xích này. Đủ đồ luôn. Xích để tung trưởng, vừa xích đối thủ, không cho đối thủ đánh. Đấy, gặp bọn beat này khống chế mạnh là cũng khỏe luôn. Beat này mà cầm khống chế là cực kỳ khỏe. Sau đó là nó lại tăng mana nhanh để nó có thể tung trưởng sớm. Gọi ra hai con gấu với cả có sách là gọi ra đệ nữa. Nhưng mà có làm gì được cái đội hình này đâu. Bây giờ nó đánh vào ấy, thì nó đồng đá đến chết thôi. Đây nó không phải là 9 Warrior nên là bọn nó cũng chả có chuyển sang cái bộ Witcher nó ăn được tôi. Đấy, con gấu gần như vào phát là tung trưởng gọi đệ ra đầy đủ. Chỉ mất 1 giây để gọi đệ thôi nhưng mà cũng có làm gì với tôi đâu. Đấy, Half Orc lướt qua người vẫn vô tư luôn. Doom điếc cái thứ kẹp vào vẫn thấy không xí nhê. Trời ơi, anh em kìa. Cảm giác con rồng mập của tôi bất tử chưa kìa. Đấy, đối thủ kẹp cả Doom vào rồi, Doom 2 sao rồi, không làm gì luôn. Bất tử chưa? Đấy. Ui, có... Bây giờ chỉ còn 2 người chắc chắn đã hỏi tôi rồi. Đấy. Anh em thấy không? Đội hình quá bất tử luôn. Thể đối thủ thì bất lực rồi. Thậm chí là Let's Suck lên được 2 sao kẹp gót rồi nha. Kẹp Doom kẹp gót luôn nha. Doom kẹp gót nhưng không ăn thua. Đối thủ biết đường là không ăn thua cũng bỏ ra rồi. Doom không Doom được. Kẹp luôn bom vào. Bom cũng thế thôi. Bom thậm chí không đặt được bom cơ anh em ạ. Đấy, anh em tin không? Cái quả bom kìa. Anh em nhìn quả bom đi. Nó không thể nào có thể đặt được. Cái quả bom ấy nó đứng im một chỗ đến chết luôn. Gặp cái con rồng mập này thì khi mà đánh vào nó là chỉ có đứng im đến chết thôi. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Nhìn cái con Khan kìa. Nó không đấm được phát nào luôn. Rồi xong rồi. Round 39 là round cuối cùng anh em ạ. Đội hình quá mạnh. Thề. Mặc dù trận này là đối thủ cũng có con Let's Suck lên 3 sao luôn kìa. Mà không ăn thua. Không ăn thua anh em ạ. Cứ tưởng là tường mới mạnh như nào. Giời, gặp đội hình này thì cũng coi như là bỏ tay thôi. Quỳ xuống thôi anh em ạ. Tưởng tường mới mạnh như nào đúng không anh em. 3 sao không thấy xi nhê gì cả đâu. Gặp rồng mập nó đứt điện hết. Rồi vào đây, ba sao, Let's Suck gì, Let's Suck vào đây, lướt vào đây, ui giời, lướt vào đây, lướt thẳng vào đây này, lướt thẳng vào mặt tao này. Anh em nhìn kìa, ui giời, con Let's Suck, tí mất lửa cây rồi, mất máu đến chết rồi thôi. Càng bắn trưởng nhiều vào người con rồng mập nó phản càng đau. Xong rồi. Ơ nhưng mà rau này chưa chết à? Rau này là vẫn còn, còn máu đấy, thế là phải kéo dài đến tận rau thứ 41 cơ. Rồi, không sao, vẫn bất tử lắm anh em ạ. Con rồng mập của tôi khi mà kết thúc cái hiệp đấu ấy, máu của nó còn đầy nguyên, không mất một giọt nào. Thế là anh em biết là nó mạnh đến cỡ như nào đấy. Mạnh chưa? Rồi, bây giờ bạn làm gì? Khó lắm. Nói chung là chả làm được cái gì cả.
chuyển sang trộm chó thì cũng phải có con 3 sao cơ. Anh em ạ. Ui cái gì đấy. Trộm chó thì tôi đã có sẵn đồng xu ở đây rồi anh em ạ. À lại có video rồi à. Ơ đúng rồi bạn. Đương nhiên là top 1 nó phải có video chứ. Sao top 1 lại không có video được. Ok. Quá ổn áp luôn anh em ạ. Trời ơi. Nói chung là đấy. Để anh em thấy là nhiều khi là mình không phải là mình cố đi theo một cái bài gì đấy được, mà bài nó cho thì chơi thôi. Đấy, bài đầu game cho giống mập sớm, cho bộ 9 warrior fake sớm, xây dựng lên xong rồi là lết game chuyển về mết. Như này là chắc chắn là đối thủ tịt rồi. Đối thủ không biết làm nào hết. Chuyển kiểu gì. Bảo lết game là nếu mà để 9 warrior chuyển sang quick chơi có ăn được. Nhưng mà tôi có để 9 warrior đâu, đúng không? Đấy thôi bây giờ nhá. Đổi lốt một cái đồ cam nữa này. Đó, xong rồi. À, nhưng mà lại đang thiếu. Thế thôi vậy, chả cần. Xong rồi. Ok, đấy, lao vào con. Anh em để ý con bom nhá. Đấy, con bom là có đặt được bom đâu. Thấy không? Nó bị đóng đà đến chết luôn. Nhìn cả lét rắc nữa, không bắn được trường luôn kìa. Dã man thề. Cái bộ ấy bịt mồm căng thật đấy. Chỉ cần con rồng mập nó đủ đồ thôi anh em ạ. Nó đứng ở phía trên, bịt mồm tất cả. Không có một thằng nào có khả năng là gây được đam luôn. Toàn bộ đội hình của địch là đứng im đến chết, đóng đà đến chết. Quá dã man. Rồi anh em thấy hay để tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký, hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái, mời anh em đến với cái con tường mới, con lét sắc anh em nhá. Nó mạnh thì cỡ như nào khi mà nó có con long bảo, cực kỳ mạnh luôn anh em ạ. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái combo mà tôi leo lên top server nha anh em nhá. Để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.